người ta chia làm bốn đại chủng. Cái nhân chủng Việt Nam hay thế giới nó chia làm bốn cấp độ. Lớn nhất là đại chủng, nhỏ hơn là tiểu chủng, nhỏ hơn nữa là nhóm tiểu chủng. Thứ nhất, dù tranh cãi nhưng mà các nhà khoa học thì đa số đồng ý là trên thế giới tồn tại bốn đại chủng. Đại chủng Mongoloid hay bạn gọi là Á hoặc là da vàng cũng được. Gốc họ là sống ở cái cao nguyên Gobi ở Mông Cổ. Đại chủng, và đại chủng thứ hai là đại chủng Negroid hay là da đen, sống ở lục địa châu Phi. Và đại chủng thứ ba là đại chủng Europoid hay là châu Âu, da trắng. Alo. Không không, tí nữa gọi lại đăng lên lớp. Đăng lên trên quyền. Tí nữa gọi lại. Đại chủng thứ tư là đại chủng Australoid. Tôi thì với nhà tư cách khoa học ấy, tôi gọi tên gốc luôn. Mongoloid, Europoid, Negroid, Australoid. Nhưng ở đây tôi không hiển thị bởi vì cái bài chúng ta liên quan đến dân tộc Việt Nam. Europoid và Negroid không có ảnh hưởng gì ở đây cả, nên tôi không đưa vào. Tôi đưa kiến thức cơ bản, các bạn hiểu ra là đại chủng. Chứ các bạn dùng từ chủng nó chung chung lắm và nó không chính xác về mặt khoa học. Đại chủng thứ tư là chủng Úc, Australoid. Thế thì đặc điểm của anh này là gì? Anh đại chủng Mongoloid thì tầm vóc trung bình này, tóc thẳng này, da sáng này, mắt mí lót này. Còn anh Úc là gì? Cao lớn này, tóc xoăn này, da đen này, mũi to này. Thế thì cái hình này cho thấy cách đây 2 vạn năm, lục địa Úc và lục địa Đông Nam Á gần như là không có sự tách biệt. 2 vạn năm sau nó trôi, nó mới tách ra. Chứ còn 2 vạn năm trước đây, thời bắt đầu chuẩn bị sang thời kỳ đá mới đấy, lục địa Úc và lục địa Đông Nam Á hầu như là ít tách biệt. Cái bản đồ các nhà hải cho thấy điều đó. Cho nên nó rất thuận lợi cho cái việc di cư cả đường bộ lẫn đường thủy. Như vậy, cái việc di cư là cái chuyện tất yếu, một quy luật. Người cao nguyên đồng cỏ thì đi tìm bãi cỏ mới, người cư dân đường biển đi tìm đánh cá những luồng cá mới, vân vân. Cái chuyện di chuyển của các luồng cư dân là chuyện tất yếu, người ta đi tìm nơi nào thuận lợi cho sinh sống. Thế thì đại chủng Mongoloid từ phía Bắc di cư xuống, nó gặp đại chủng Australoid ở phía Nam lên, và nó tạo thành cái hỗn chủng. Qua cái hôn nhân, qua cái giao tạp, nó tạo nên 2 cái nhánh chính. Mà nó tạo nên Mongoloid và Australoid, 2 đại chủng này qua quá trình di cư lai tạo, tạo ra một tiểu chủng mới. Đó là Mongoloid phương Nam, hay còn gọi là tiểu chủng Đông Nam Á, bởi vì nó sinh sống chủ yếu khu vực Đông Nam Á. Mà Đông Nam Á thời cổ đại là người ta tính từ phía Nam sông Trường Giang trở xuống, chứ không giống như Đông Nam Á hiện nay. Đấy, theo xếp loại nhân chủng. Như vậy cái Mongoloid này là sản phẩm lai tạo giữa 2 đại chủng, và nó mang 2 đặc tính của 2 đại chủng này.
nhóm thứ nhất mang cái điểm trội của Mongoloid là nhóm Nam Á, đây gọi là nhóm tiểu chủng. Nam Á phân bố từ phía nam sông Trường Giang cho đến toàn bộ miền Bắc nước ta, nó mang cái điểm trội của Mongoloid. Cái nhánh lớn thứ hai trong tiểu chủng Mongoloid là Indonesian. Người ta dùng tiếng Pháp nha, bởi người Pháp là công trình viết về này là viết đầu tiên. Indonesian là cái nhánh thứ hai trong cái nhóm tiểu chủng, và nó mang cái điểm trội nhiều hơn của Australoid. Da sậm, tóc xoăn, vân vân. Trong quá trình di cư, các nhóm tiểu chủng Nam Á và Indonesian nó lại lai tạo nữa, và nó tạo ra một cái loại hình trung gian giữa hai cái nhánh này, hai cái nhóm này, đó là Nam đảo. Và nó sống ở khu vực Nam đảo và đến cái các quần đảo gần Ấn Độ đấy. Nhưng Nam đảo vẫn mang nhiều đặc tính của Indonesia. Cho nên các nhà nhân học Việt Nam hiện nay xếp Nam đảo cũng thuộc Indonesia, bởi vì cái đặc điểm xe của nó nhiều điểm giống Indonesia. Cụ thể là người Khmer đấy. Người Khmer là cái điểm về Nam Á ít hơn so với Indonesia. Các bạn thấy là người bên Campuchia nó da nó sậm hơn, tóc hơi xoăn, đó, so người Việt nó khác đấy. Đó. Thế thì cái Indonesia thời kỳ đá mới, tức là khoảng vạn năm, nó khác với thời kỳ kim khí, tức là thời kỳ đồ sắt, đồ đồng. Thế thì cái Nam đảo này nó mang nhiều đặc, nó mang cả đặc cái đặc tính của Indonesia. Rồi những cái quá trình lai tạo thì cái anh cổ môn Khmer, cái anh sống ở khá lâu đời ở Nam Bộ có một nhóm, đó là cái người Khmer. Còn đa số cái phân bố của nhóm Indonesia là nó từ phía Nam Trường Sơn Tây Nguyên đổ lại đến toàn bộ vùng bán đảo Đông Dương, tức là Nam Bộ. Nói tóm lại, nhóm tiểu chủng Nam Á là mang đặc điểm nhiều của Mongoloid và sống ở từ phía Nam sông Dương Tử đến miền Bắc nước ta. Ví dụ như người Việt, người Mường, người Nùng, người Giao thì thuộc nhóm Nam Á đấy. Còn cái nhánh sống phía Nam, tức là Trường Sơn Tây Nguyên đổ về phía Nam, tức là nhóm tiểu chủng Indonesia. Hai này là hai nhóm lớn của tiểu chủng Mongoloid phương Nam. Đến thời kim khí thì là cái Indonesia này nó tách ra, một phần là Đông Nam Á hải đảo, nó mang nhiều cái đặc tính của nó. Thứ hai là lai tạo, và nó cái môn Khmer thì nó lại mang nhiều đặc tính của Nam Á, mà nó phức tạp như vậy. Cho nên ở Nam Bộ nước ta về mặt chủng tộc đa số là người Indonesia. Có một số Nam đảo di cư từ Đông Nam Á hải đảo, từ Indonesia, từ bán đảo Mã Lai tới, đó là năm tộc người mang đặc trưng của Nam đảo, đó là Cham, Churu, Rakhlai, Jarai và Ede. Năm cái tộc người này đều sinh sống ở khu vực Nam Bộ. Nhưng trừ người Cham ra, năm cái tộc người này vào thời cổ đại, tức là từ thế kỷ thứ 1 trở đi, họ không chịu tiếp thu văn hóa bên ngoài, đặc biệt là Ấn Độ. Họ chạy khỏi Nam Bộ lên vùng cao và họ định cư ở đó, biệt lập để giữ, tồn giữ nguyên vẹn cái đặc tính của dân tộc mình, đó là khu vực Tây Nguyên. Như vậy,
năm cái dân tộc đặc trưng Nam đảo bây giờ sống ở Tây Nguyên. Còn trừ trong cái năm đó, trừ ganh người Chăm thôi. Người Chăm là cư trú ven biển, cho nên họ tiếp thu văn minh Ấn Độ, họ tiếp tục xuống phát triển đồng bằng. Và ở Nam Bộ còn một cái nhóm nữa thuộc nhóm nhân chủng Nam Á, mang đặc tính Nam Á, đó là người Khmer, người Mạ. Còn đa số là thuộc Indonesia. Có thể kể tên người Sơ Đăng, người Siêng, vân vân. Đa số ở Nam Bộ là thuộc về Indonesia. Như vậy, cái bức tranh các dân tộc Việt Nam, như ở đây thầy nhấn mạnh những cử nhân chính, những nhóm nhân chủng chính ở Nam Bộ. Người Indonesia có kết hợp với người Môn Khmer, các nước khác gọi là Môn, ở Việt Nam gọi là Mạn, là họ kết hợp, họ sinh sống ở Nam Bộ lâu đời và họ góp phần hình thành nên xây dựng nhà nước Phù Nam. Như vậy, Phù Nam là một tập hợp các tiểu quốc gồm có người cổ Môn Khmer chiếm số ít, đông đảo nhất là người Indonesia thuộc nhóm tiểu chủng, nhóm nhân chủng Indonesia, và có 5 tộc người Nam đảo. Thì Phú đâu?